2008, this version, made by LockBetLock. Làm gì vậy? Hả? Mấy anh làm gì đây? Đâu biết. Không biết. Hồi nãy tôi đã nói rõ ràng rồi mà. Tất cả phải tản ra. Tản ra. Thank you.
thiệt là giỏi quá. Tại sao lợi hại vậy? Đừng đứng gần tôi. Tránh ra. Ê, ê. Chết rồi nha. Ờ, phải rồi, chết rồi. Sir. Sir. Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành. Châu Tinh Tinh, thuộc hạ của anh đâu? Oh, there. Chúng ta cần lạc quan, có chỉ huy, không phải đơn thân độc mã, không phải Rambo. Báo cáo, con tên đã được cứu ra rồi. Hành động cứu trợ chỉ là một tiết mục trong kỳ thi lần này. Quan trọng nhất là sự an toàn của thuộc hạ anh và năng lực lãnh đạo của anh. Tôi không thấy anh có biểu hiện gì hết. Thưa sếp, cho cơ hội nữa đi. Làm gì đó? Làm gì đó? Đừng mà. Sếp à, xin ông vui lòng một suy nghĩ kỹ lại, được không ạ? Alo, ai đó? Dạ. Yes sir. Cấp trên muốn gặp anh. Yes sir. Good morning, sir. Cho tin tin trình diễn. Thật là đáng tiếc đó nha. Sạch sẽ và đẹp đẽ lắm đó. Quay một vòng cho coi đi. Đừng bất cẩn mà. Lẹ đi. Không thể chịu nổi. Còn hơi mắc cỡ một chút. Anh có muốn than không? Tôi không muốn làm bê đê đâu sếp à. Tôi hỏi anh có muốn than không? Tôi không muốn làm bê đê đâu sếp à. Anh nói gì kỳ vậy? Tôi hỏi anh có muốn than chức không? Tôi muốn, sơ. Nhưng mà tôi không muốn là tôi bán rẻ trên tiết của tôi đâu, sếp. Ai mà thèm lấy trên tiết của anh chứ? Tôi chỉ cần cái tuổi thanh xuân của anh thôi. Sự thanh xuân đó với tôi giống như là trinh tiết gì đó, thưa sơ. Được, được. Tôi biết rồi. Nhưng mà anh hãy nghe tôi nói cái đã. Chuyện này là như vậy nè. Mấy hôm trước có một đám học sinh đến sở cảnh sát tham quan. Khi tham quan xong thì phát hiện mất một cây súng. Những vụ mất súng như vậy xảy ra thường lắm sơ à. Nhưng mà cây súng đó là của tôi. Thành thật là chia buồn với ông. Anh biết thì được rồi. Cái súng đó tôi dùng đã hơn 30 năm, chưa nổ một phát nào hết. Có khi tôi dùng nó để gãi ngứa đó. Rồi sợ dắt tới, thấy ngứa cái lưng quá, anh làm ơn gãi giùm tôi nha. Lạ lưng hả? Phải đó. Nó là một cây súng rất là hiền từ. Súng mà cũng hiền à? Bẩm tính của cây súng tôi là hiền từ. Tôi sợ nhất mà nó lọt vào tay của học sinh xấu. Nếu mà thật vậy thì nó sẽ lạm phát kẻ vô tội sinh linh đầu tháng. Sếp yên tâm, tôi sẽ đi lục soát hết nhà trường cho đến khi xét được cái súng đó mới thôi. Ê, nếu mà lục xét được cần gì kiếm anh chứ. Tôi sắp về hưu rồi, bây giờ lại mất thêm cây súng nữa, người ta biết được còn mặt mũi gì nữa đây chứ. Cho nên bây giờ tôi muốn tìm anh biểu anh trà trộn vào đám học sinh đó. Sơ à, nhưng mà tôi không có khiếu dạy học đâu. Đâu có ai biểu làm thầy đâu, làm học sinh thôi. Làm học sinh? Tôi vì chán học cho nên mới tham gia vào cảnh sát đó mà. Tôi không thể giả làm học sinh được đâu à. Thưa sếp, sếp làm như vậy đâu có khác gì dẫn tôi lên miệng núi lửa có đầy rắn độc với già mạnh thú. Ông mặc kệ tôi la khóc, mặc kệ tôi xót xa, ông nhẫn tâm không thương xót, dùng chân đạp tôi. Rơi vào cái miệng núi lửa đang bùng cháy như vậy, ông thật sự là nhẫn tâm như vậy sao? Ý thì tốt rồi. Để cho anh sống được phong phú và chết được quang vinh. Anh đừng có nói nữa, ngâm thơ cũng không tránh được đâu. Nè, đây là cái máy gọi, anh đeo nó đi. Thấy ba con số 6 tức là tôi gọi anh đó. À, còn nữa, anh nói một lời good morning sir cho tôi coi coi.
Good morning, sir. À, vậy thì đúng rồi đó. Nhớ đừng cho ai biết ra chưa, không thì chết cả đám đó. Sau này phải học thuộc lòng đó. Đi theo tôi. Ê, cái thằng này nó mới tới đó nghe không? Ờ, tuổi cô cũng ngon lắm nha. Ê, có phải không biết là lớp của mình không chứ? À, không biết đâu. Tôi là chủ nhiệm quân đạo trong trường học này, Lâm Tác Đông. Con muỗi ở trung học bên anh chuyển về đây à? Ở đó chỉ có rơm rác, không có nên thân gì hết. Tôi mặc kệ nhà anh với nhà trường có quan hệ gì với nhau. Trường Eden House này là một trường học tốt nhất, bồi dưỡng học sinh giỏi nhất. Tôi không muốn một con sâu làm sâu nồi canh. Anh không biết điều, tôi đuổi ra khỏi trường, hiểu rõ chưa? Yes sir. Có duyên làm sao? Dẫn anh vào lớp đi. Theo tôi vào lớp. Nè, khoảng vào năm 1987, người ta có tiến hành một sự quan sát trên không trung Nam Cực. Và đã chứng thật trên không trung Nam Cực có xuất hiện một cái lỗ ozone. Những tia sáng tử ngoại quang rất có hại đối với sinh vật. Nếu như nhẹ thì sẽ làm cho di truyền cơ nhân của sinh vật có sự đột biến. Nếu bị nặng thì sẽ giết chết những tế bào đã bị chiếu trúng. Thực vật cũng vì vậy mà bị khô héo. Không có tự do, mất đi tự do, thương xót đau lòng muốn rơi nước mắt. Đi sai đường, đi lạc lối, lần này thiệt là đau khổ lầm than. Thằng nào liệt tao, thằng nào liệt. Cái gì? Liệm cái gì đó? Nghe đây, lấy cái đồ la bảng ra. Cho tôi biết mình đi. Tụi mày đi. Mua vô mày đặt cả chân. Ok. Tôi mặc kệ cậu mới tới hay là gì. Cậu vào lớp rồi mà còn tung quanh Đức Hải nữa hả? Nói cái gì? Cô giáo có tự tôn biết không? Bắt đầu học. Được rồi,
Bây giờ chúng ta nói đến tầng đại khí. Tầng đại khí có thể chia ra rất nhiều tầng. Tầng ở gần nhất địa cầu chúng ta thì gọi là tầng đối lưu. Tính từ mặt đất lên trên không, ở không gian từ 15.000 thước tới 50.000 thước, chúng ta gọi nó là tầng đình lưu. Đời nhà Minh rất coi trọng hình pháp, tất cả đều dùng nghiêm hình đối phó, đặc biệt là khi quân phạm thượng, kết đảng kết xã, tìm ngụy khuy tư. Quỳnh Tiểu Uy. Thưa thầy, xin hỏi cái gì gọi là tìm ngụy khuy tư? Tìm ngụy bây giờ gọi là nằm dùng, có nghĩa là trà trộn vào trong hàng ngũ đối phương. Loại người này phải thi hành cung hình. Cung hình là gì? Tức là các con chim đó. Ừ. Các bao nhiêu? Coi cậu có bao nhiêu. Hả? Shit! Ai da! Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi! Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi! 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 Lẹ ấy à, là lấy quên sách nữa rồi, sao mà hay quên quá vậy ta? À, thiệt là cứ quên hoài. Hả? Cái tiếng gì vậy? Ê nè 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 nè, lần này tiếp tay tôi đi ha. Mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên đi mà. Đáng kiếp, đáng kiếp. Ê, cái cậu Hồng Sinh cười lớn tiếng như vậy, mời lên đây đi ha, mời lên đây. Tôi đây, lên đây. Cậu tên gì vậy? Châu Tinh Tinh. Còn cậu? Quỳnh Tiểu Quy. Cậu tên gì? Châu Tinh Tinh. Còn cậu? Quỳnh Tiểu Quy. Ê, cậu học trò này, cậu tên gì đó hả? Châu Tinh Tinh. Bây giờ tụi mình bắt đầu nữa nha. Cậu Châu Tinh Tinh, cuộc thí nghiệm mà mình đang làm đây á hơi phức tạp một chút, cần phải ghi nhớ có trật tự, nếu không có trí nhớ thì rất là nguy hiểm đó, hiểu không? Sorry, thầy nói cái điều quan trọng nhất cuộc thí nghiệm này là trí nhớ. Nếu như mà không có trí nhớ rất là nguy hiểm đó. Nè, nè, xuống đây đi, xuống đây đi. Ây da, chú làm cái gì? Chú lại đi, mất mấy tôi chú chứ. Cậu làm ơn bước xuống đi mà. Kéo tôi xuống đi làm cái gì đây? Cậu đang đạp trên bụng của tôi kìa.
Nè nè nè, đừng có chạy nha. Nè nè, tôi có mật mã đó. Mật mã? Gà rùa xương chén muỗng. Sao nói mật mã? Gà rùa xương chén muỗng là cái gì? Là mật mã. Thế dạ. Ở chết rồi, chết rồi. Ở đây ai cũng bình thường kinh đó được. Đây 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 đây. Được rồi, xuống xuống đi, xuống. Xuống, xuống, xuống. Ok, 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 ok. Tôi ra từ cửa chính nha. Ê, cửa chính không được đó. Làm gì vậy chứ? Cái thằng này tự nhiên mát quá đi. À, tôi mát, tôi muốn về nhà. Làm cái gì? Sorry sir. Chị. Tránh ra đi. Tôi muốn về. Ờ, xin lỗi nha. Tôi muốn về. Anh cũng sợ chứ. Tôi thấy khó chịu trong người lắm. Cô làm ơn tránh ra đi. Tôi muốn về nhà. Anh không được khỏe hả? À. Vậy đi theo tôi. Coi cho anh có sốt hay không. Không có sốt chút nào hết. Có chứ. Đâu có. Nè anh coi đi. Cái ống khám nhiệt này không có tốt đâu à. Tôi có sốt mà, thì tình là thê thảm lắm. Nè, anh hãy cho tôi coi cặp mắt của anh. Ngó xuống dưới, ngó lên trên, liếc qua bên trái. Nè, sao trong mắt của anh không có nhúc nhích? Tôi sốt tới nỗi nhúc nhích không được. Anh giả bệnh có phải không? Tôi là Miss Hồ, tôi không có giả lớp của anh. Nhưng mà tôi phụ trách công tác chỉ dẫn lớp của anh. Anh trở về lớp học đi. Nếu có vấn đề gì thì cứ tới kiếm tôi. Ừ, đi về đi nha. Có phải tao vô ý luyện cái hộp để bút của mày mày giận phải không hả? Đâu có phải. Tao đâu có giận, đâu có giận. Bây giờ tao sợ lắm đó. Vậy lần này phải đền bao nhiêu tiền hả? Tao đâu biết. Để coi mày biết điều không. Còn 200. Ồ, vậy cũng được. Nếu mà tao biết được trong mình mày có tiền á, thì tao không liền học bút mày đâu. Tao chỉ liền mày thôi. Biết rồi. Hay quá, hay quá. Cứu tin tới rồi. Mày đừng hiểu lầm. Tao không phải là giúp mày đâu. Cũng không thể giúp mày. Càng không phải là cứu tin của mày nữa. Cho mày biết. Anh được mà. Nếu như vậy về sau tụi nó sẽ ăn hiếp anh mà không ăn hiếp tôi nữa. Cảm ơn anh nha. Ra rồi. Vậy hả? Sao không nói sớm? Hồi nãy tôi quên mật mã mà. Anh Tinh, tôi là mật thám 5798, tôi tới đây để tiếp ứng anh đó. Cái tay chú rung vậy, về nhà nghỉ đi. Đâu phải tay rung, tôi bị bệnh giả đò thôi. Chỉ giả đò thôi như vậy em mới khỏi làm việc nhiều chứ. Anh Tinh à, có trên biểu anh tới nhà tôi trước. Ngắm cây làm gì vậy? Tôi bỏ hút. Ê, Miss Hồ đó, anh đừng yêu trộm người ta nghe không? Bạn trai của Lạch Thanh Tha trổ phản xã hội đen đó, biết chưa? Nói gì vậy? Cái gì? Tôi đang theo dõi cái thằng nhỏ ngồi lan can giật thuốc người ta hút kìa, thấy không? Thằng trộn đó hả? Lai đó. Là anh hai của Tứ Hổ ở núi Bà Kê. Đại ca của nó dữ lắm. Tên là Đại Phi. Cái vụ cấp trên mày mất súng, nó bị tình nghi nhiều nhất. Theo dõi nó. Ừ. Đi. Dạ. Đại ca. Cái thằng mất dịch này. Bày mưu dở ẹt. Ẹt hả? Bây giờ mày bị người ta đòi nợ đó. Buôn lậu ma túy được rồi, còn gì buôn lậu khí giới nữa chứ. Tại anh nói là có chiến tranh đi rắc bùng nổ, có thể buôn lậu súng được mà. Sao mày không khuyên tao? Bây giờ có AK-47 để làm gì đây hả? Có súng lục có thể đi ăn cướp. Thằng Son tới rồi đó.
Mày đừng nói với tao. Thằng đó làm phách lắm đó. Làm phách? Có tiền thì làm phách rồi. Mày có tiền cũng có thể làm phách vậy. Ê, mới tới hả? Vô phòng đi. Nè, cá phong thủy đó mà, đừng có phá nha. Ê, xin đừng chấp nhất. Thế nào? Ê, bây giờ mày làm phách quá ha. Yên tâm đi, ba của tôi du lịch rồi. Chiếc xe lên tới sống tranh, ổng còn chưa về nữa. Để coi sao. Ờ, phải rồi. Luôn tiền anh trả dùm tiền hai chiếc xe của anh hai tôi lần trước đi. Người ta trả cho tao, tao mới trả cho mày mà. Bộ mày cần dùng tiền lắm sao? Ai nói không cần tiền chứ. Ở trường học ráo tiết kiệm hà tiện không có đủ à, tôi đi hai đêm karaoke nữa. Ờ nè, mấy hôm trước tôi lượm được cái vật quý này nè. Anh coi xài được không? Đúng vậy đó, tụi tôi rất khó khăn mới lấy ra được từ sở cảnh sát đó. Súng cảnh sát. Các vị đại ca, mời các vị đại ca coi có mấy cộng xin đường dành với nhau nha. Mấy cái bài vị này của ba chú hả? Tôi cũng muốn vậy. Nếu có nhiều cha như vậy cần gì phải làm nữa. Nè, đây là những người hợp tác cho tôi hồi trước đó. À, có mì ăn, có mì ăn. Muốn ăn thì nấu ăn. Thiệt vậy sao? Tự kiếm ăn hả? Không được hả? Tự kiếm ăn là phạm pháp đó. Chú có mấy người hợp tác? 9 người. Sao có tới 10 bài gì lần? Phải chuẩn bị sẵn 1-2 người. Coi có ai may mắn hợp tác với tôi. Như vậy có dùng được cũng tốt, không dùng được cũng tốt. Chuẩn bị có lúc dùng đến anh đó. Anh có thấy ngại ngùng gì hay không hả? Sao vô trân trân vậy? Có ngại không ngại gì chứ? Chú nói gì vậy? Không hiểu sao? Ờ, không hiểu cũng tốt. Cũng tốt thôi. Còn trẻ mà chết nè thì anh tôi ăn mì, tôi ra phố ăn mì à. Ê, nhớ làm bài á, sáng mai còn đi học nữa. Chơi giặc à chứ? Đừng chửi, đừng chửi. Hết gì rồi? Ta tiếp tục nói nó đi hả? Sao cả đời dơ bẩn như vậy? Tôi quen rồi. À nè, dạo này tôi làm cu li ở trong nhà trường. Thật ra công việc thì cũng đang trôi chảy. Ai về có sếp tin tới, chỉ biết tự mình nấu ăn, tự mình ăn rất là phiền phức, không biết nấu cho người ta ăn. Hey, dạo này anh đang làm gì đó? Tôi thì khỏi nói, hoàn cảnh đâu được tốt như anh chứ. Tôi đang theo dõi tụi thằng Phi đó. Buôn lậu khí giới. Thiệt vậy sao? Ê, tụi tôi cũng đang theo dõi Đại Phi đó. Nhưng mà chỉ kiếm cây súng cảnh sát thôi. Súng cảnh sát? Gì hả? Đâu phải. Tụi nó có súng liên thanh đó mà. Ở Hồng Kông có thứ này nữa sao? Phải đó, hàng đã chở tới rồi. Còn chở với ban ngày nữa. Đừng nói cho ai biết nha. Lợi hại ha. Ê, tại sao anh tóm cổ nó đi? Nè, tôi mua lần này là phần tử khủng bố đó. Cấp trên kêu phải bộ lưới bắt hết tụi nó. Bộ lưới phong lao hả? Có gì sơ suất sẽ chết nhiều người lắm. Cho nên đừng bước may động rừng mà. Hay là như vậy, mình hợp tác đi. Sau này anh biết cây súng đó đâu, nói cho tôi biết đi. Tất nhiên là vậy rồi. Hiểu đó. Người có trọng tình nghĩa mà. Hồi trước tất cả nằm dùng đi ra ngoài làm việc, tất cả đều chết hết rồi. Chứ còn có tôi với anh thôi. Nếu mà không chịu cố đến anh thì chịu cố đến ai chứ, phải không hả? Ai cũng chết được, nhưng mà thằng này xin đừng cho nó chết. Sao mà khó nghe quá vậy? Anh Phi à, xin anh đừng giận, có chuyện gì hết tự tự thương lượng đi mà. Anh có nhớ thằng già Tiêu đó không? Thằng mà bị anh bắt 10 năm trước đó. Nó hỏi thăm anh đã xếp Dương à.
understand? Fuck. Chỉ đứng một chân, giơ tay cao lên. Ra đây con đi. Ra đây con đi. Hay quá, giống Bùi Dưỡng á. Coi được chưa? Anh nói cái gì? Tao nói là mày coi được rồi á, thì nhớ là đừng có bao giờ cười nha. Tao nói rồi, không chịu nghe lời. Mỗi tuần có kiểu phạt lạ nha, đáng kiếp lắm. Tao kêu lóc cá mới vô mà đặt phá phá người ta không mà. Phạt thì đáng lắm rồi. Phạt như vậy là đáng lắm. Đáng rồi. Mỗi tuần em học sinh thì vô dụng quá đi mà, không có đầu óc gì hết. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Tối ngày cứ quên trước quên sau, thiệt là vô dụng. Đáng kiếp lắm lắm mà. Nhìn cái mặt thấy ghét, phạt đá cái đời. Thấy không biết xấu hổ, nhục nhã. Gặp tao không dám nhìn ai nữa nha. Ngày nào cũng bị phạt hết trơn, kỳ quá. Làm phách, làm lối. Gặp tao dương này không dám ai mà được. Hai anh ngồi đây làm cái gì vậy? Kêu đi tra súng á, lại ngồi đây tra từ điển chứ. Nè, ông sếp à, hồi nãy anh có làm bài vở nên cả ngày không có được vô lớp học. Không cho vô. Còn phải phạt nữa. Đừng đó. Cần gì phải vô xét trong lớp học chứ, không vô lớp học cũng phải tra xét được mà. Nếu mà vở tôi làm không có xong thì cửa trường đâu có vô được chứ. Không vô được làm sao điều tra được cái gì đây? Nè, cái bài toán này nè, biết làm không? Làm giùm tôi đi. Cái thứ tâm giác này tôi không biết đâu. Hay chà. Lúc ban đầu sếp kêu tôi làm nhiệm vụ đâu có thái độ kỳ cục vậy chứ. Phải rồi. Lúc nào tôi cũng vậy hết á. Nghe anh ta nói chưa? Lúc trước tôi nhỏ nhẹ với anh á, là muốn anh làm chuyện này thôi. Thôi được rồi sếp à. Hay là qua bên ngoài có người nào biết vô làm làm giùm chảnh đi. Bỏ anh điên sao? Làm như là bể chuyện hết á. Nè tôi cho anh biết nha, nếu mà anh làm không xong á, tôi sẽ lấy cái cán kéo á, kẹp bể cái đầu của anh á. Bể cái đầu gì? Tức là cái cán kéo viết bài nó sẽ kẹp bể cái đầu của anh á. Cán kéo đó, sao chưa? Hả? Sợ lắm. Cán cây kéo. Chú coi mắc cười không? Nè, hồi trước ông còn gây gớm nữa đó. Hồi trước đâu phải chứ. Một người đánh hai mươi người. Đánh hai mươi chiếc máy bay thì tôi tin. Bà không sao chứ? Không có sao chứ? Không có sao chứ hả? Sao nói như vậy chứ? Ây da, nguy rồi. Trễ giờ nữa. Làm gì vậy chứ? Mới có 6 giờ mà. Xuyên như vậy làm truyền nhiễm đến mình rồi. Mình cũng phải đọc sách chứ. This is A, this is B.
nè khoai lang à, khoai lang tôi không hỏi là tôi khoai lang đâu, nhưng mà mày giống lắm. Cái bài sinh nhật ngày qua làm chưa? Cho mượn đi. Con không cho mày mượn, mày mát rồi. Nè trả cho mày 50 mua cái bài đó. Đưa đây. Chưa có đưa bài cho tao, muốn lấy tiền hả? Nè mày coi nè. Đây, tao có đẹp hết nha cho mày nè. Được rồi, tao mua. Đây, nhật lý nữa nè. Từ đi. Mua không. Đánh nè mày, đánh nè. Cầm chứ lấy gì? Tao nè. Tao có đẹp nè, đẹp hấp dẫn nè. Mày làm gì? Của tao mà. Tao coi. Đưa đây, từ má. Nè, làm gì dữ vậy? Tao cũng được các bạn quan tâm đến đó. Mua không hả? Phải rồi. Bây giờ mới chép hả? Vô ích thôi, không có tiền đồ đâu. Coi nè, tao làm xong rồi. Anh giỏi rồi. Dĩ nhiên rồi. Tao nói vậy không phải là khi mày đâu. Tao cho mày biết nha, bắt đầu ngày hôm nay á, tao không có cho ai liền cái đồ lao bản vô mặt tao đâu nha. Từ ngày hôm nay không có ai được bắt tao ra ngoài hành lang đứng, không ai bắt tao ra ngoài sân đứng cả. Còn phải treo tấm bảng nữa để người ta chê cười tao hả? Không bao giờ đâu. Từ từ chép đi. Trắc nghiệm đột xuất, ai không đủ điểm thì phải đứng ngoài sân một tuần lễ. Không có sao chứ? Nè, có sao không đó? Nè, sao tự nhiên té vậy? Hả? Bà xuống đi. Điện thoại hả? Không được sao? Sao gọi lúc này? Hả? Cái gì lịch sự? Anh giữ vô đó đi. Đâu được ông sếp? Tôi đâu biết lịch sử gì đâu. Tôi chỉ biết đi cầu tiêu thôi. Cúp dây nha. Cô thư ký à, kêu những ai trên dây có qua lên đây cho tôi. Chú hỏi giùm tôi, cái người tướng Bình Định vụ loạn ăn sự đã làm cho nhà đường tránh được sự nguy hiểm mới là gì? Làm ơn nghe kỹ nè. A là bất tử nghi, B chữ B đó có nghe rõ chưa hả? Là Lý Quang Bật. C là Lý Khắc Dụng. Lý Khắc Dụng không phải là Khắc Cần. Alo, A là Quách Tử Nghi, B là Lý Quang Bật. Hả? Ai là người mình định vụ lừa án xử? Nói đi. Quách Tử Nghi và Chu Ôn. Không phải đâu, hình như là Lý Quang Bật và Chu Ôn. Dạ, ai là người bình định vụ loạn mà Quách Tử Nghi hay là Chu Ôn? Trả lời đi. Trời ơi, còn tra sách nữa. Ê, không phải. Ê, đâu. Đúng rồi, đúng là Chu Ôn đó mà. Đúng rồi. Ê, con à, có phải là Chu Ôn không con hả? Ê, có phải Chu Ôn không hả? Câu đáp là Bi đó. Câu đáp là Bi đó. Bi. Chuối. Chuối là banana. Bi. Chú hỏi ông giùm tôi. À, ngu lý đánh tranh là cái gì? Trả lời đi. Lẹ đi. Hả? Lẹ cái gì? Khỏi đi. Lại là sách anh nữa hả? Trả lời lẹ lên rồi. Ngu quá vậy. Sao mà ngu quá vậy? Học cái gì chứ hả? Thật vô dụng. Từ từ đi. Dù quán cho mày giữ vậy. Làm sao biết nữa. Trái táo. Apple. Apple là A. Cũng được. Nè, cái đề này phải nghe cho rõ nha. Nè, lại là đi đó, đi đó. Câu đáp là đi. Đi là đót. Đi là đót. Chú Đạt à, chú ở đây làm gì vậy? Anh đang lục rác đó. Ống cầu tiêu bị nghẹt rồi, chú đi thuộc giùm tôi đi nha được không? Mau lên đi.
Alo, alo, xong rồi. À, thưa sếp, vụ án gì nữa? Ba con chó sói. Đã treo cổ rồi mà. Xét lại vụ án. Cỡ ngựa hả? Té ngựa. Vậy tức là ăn cắp xem rồi. Không phải là hai đứa, chỉ có mình tôi thôi. Bắt tôi đi. Cậu theo tôi. Nè, chờ lát. Thì hết chỗ nói, trắc nghiệm trung sử lấy quyển quốc văn ra cộp về. Hey, sao thất bại quá vậy? Nếu như vậy thì đâu có phải là ăn gian đâu. Tôi không nghĩ đến tội danh gì, tôi chỉ cần xử phạt cho thích đáng thôi. Các người có ý kiến gì không? Theo lệ thì giảm bớt điểm hành kiểm. Im miệng. Đừng có nghiêm ngặt như vậy, cứ tính là giảm 12 điểm thì sẽ bị đuổi ra trường. Miss Lương, cô nghĩ sao? Chị thắng tay. Cô nói cái gì? Bọn con muốn sao? Nó cập về đó mà. Là giai đoạn phải trải qua của đời người. Xin hỏi có người nào mà không cập về đâu. Chủ yếu là phải dùng đầu óc. Sao cậu cập về mà cũng không biết dùng vậy? Đứng ngay lại. Còn tránh nữa hả? Ây da, biết dùng đầu óc hay không thì là đáng phạt rồi. Theo ý tôi, tốt nhất là thi lại một lần nữa. Một lần không biết thì thi hai lần. Hai lần không biết thì thi ba lần. Thì tới chừng nào biết mới thôi. Bây giờ cô phạt nó hay phạt tôi? Tôi đâu có nhiều thời giờ vậy chứ. Ông mới đi đường nuôi ngựa đi. Tôi tán thành. Tôi đề nghị là đi gặp gia trưởng của nó để tìm hiểu tình hình gia đình nó thế nào. Được, bây giờ tôi quyết định Châu Tinh Tinh cốt về phạt ở lại lớp một tuần lễ để quét sân trường. Hai tuần lễ giảm hành kiểm, trừ 5 điểm. Đến tuần sau thi lại. Còn nữa, tôi muốn gặp gia trưởng của cậu. Gia trưởng? Không có. Tôi không có cha, không có mẹ, không có bà con bạn bè gì hết. Vậy ai là người giám hộ? Người giám hộ là tôi nè. Gặp mặt tôi được rồi. Hồ sơ đó. Người giám hộ của nó là ai? Chú Đạt. Chú Đạt. Ê, đừng có ổn mà. Chết giờ đấy. Nguy rồi. Chú Đạt, Châu Tinh Tinh là con của chú thiệt hả? Anh cấp trên nói giùm đi. Châu Tinh Tinh cậu nói đi. Cứ nữa nói đi. Phải. Tất lễ, tất lễ. Tôi đã đoán biết trước rồi. Coi hai người họ kìa, giống như là đúc vậy à. Đâu có phải như đúc cái gì chứ. Ba của nó nè, không phải đâu. Trong hồ sơ của anh thì là họ Tào, còn nó thì là họ Châu. Tại sao như vậy? Tôi đâu có biết. Sao vậy? This in order. Khi sanh nó ra, tôi đặt nó là Tào Tinh Tinh. Nhưng mà sau đó không biết tại sao nó lại đổi tên là Châu Tinh Tinh. Trả lời vậy được không? Yes, boy. Chủ nhiệm, không có gì nữa, tôi về. Chờ một lát đi chú Đạt.
Chúng tôi mời chú tới đây là muốn nói cho chú biết con của chú chép bài người khác đó. Chép bài người khác? Dạ không đúng đâu. Chép bài người khác là đâu có tốt. Vậy đâu có tốt hả ông thầy? Thôi vậy tôi về đó. Ê, nè 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 chú Đạt à, chú chưa có hiểu về sự quản giáo đó thì nhà trường và gia trưởng đôi bên phải phối hợp với nhau như vậy mới được chứ có phải vậy không? Nếu mà chỉ có nhà trường khó quản giáo được lắm. Con của chú đó vô học chưa đầy 3 ngày đã đi chép bài người khác rồi. Nói đại đi rồi về mà. Chú phải để ý quản giáo nó mới được nha. Phải rồi. Khỏi phải nói nữa đi hả chủ nhiệm mà, tôi biết, tôi biết mà. Thằng khốn nạn này, thằng dám copy mày. Nè 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 cái chú cà chớn này. Sếp à, anh đừng có hại tôi vậy được không hả? Anh kêu tôi dùng hết sức đánh anh, anh biết anh cứng rắn mà, anh biết sao. Đúng đúng, tôi lớn tuổi rồi, xương cốt nó gần mục rồi. Sau khi tôi đánh anh xong tôi thấy nhức mỏi cả mình mẩy, xương tay miệng nước hết rồi, anh thấy không nè. Vậy xin lỗi nha. Không sao đâu, ai kêu tôi làm nghề này. Chú đi khám bệnh đi, tôi trả tiền cho. Cảm ơn. Chứ đừng có nóng nảy nữa mà. Bạn học cho Tinh Tinh có biết là ba con anh Di đã đến mực nào hay không? Không sao không sao, không sao đâu mà, không sao không sao không sao đâu, không sao. Làm cha mẹ ai cũng vĩ đại vậy mà, không sao không sao đâu. Như vậy không có được đâu. Hay là như vậy, để tôi dạy thêm cho cậu. Chúng tôi không có tiền đâu. Vậy được đó cô à. Chú Đạt à chú Đạt, tôi dạy không có lấy tiền đâu mà. Không được không được. Tôi sẽ răng dạy cho anh giỏi lại. Không được. Quyết định như vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai. Chứ đừng có lo nữa. Cảm ơn. Còn rung nữa. Bây giờ sướng rồi đó. Ông đứng dậy rung hả? Muốn bắt đá tôi à? Nè, tỉnh lại đi nha. Đừng có để bể chuyện đó. Nè, anh à. Có người kiếm anh đó. Ai? Ra ngoài sao biết? Ok, đi. Kìa, nó tới rồi kìa. Nó tới rồi kìa. Đây đây. Bên kia kìa. Thằng nào ông trong đó đứng ngồi bên kia đi. Bên kia, bên kia. Lên, lên, lên. Lên, lên, lên. Lên, lên. Bên kia. Anh muốn lấy tiền bảo hộ thì tôi trả cho anh không được sao? Cái thằng Quy này mà muốn chết hả? Trời, ta bắt được mày lấy cái miệng mày để làm gạt thằng thuốc. Hả? Bắt nó qua đây. Còn gì nữa không? Không còn nữa. Nếu không có gì từ đây về sau đừng kêu lên chỗ này nữa nha. Tôi biết rồi. Thiệt là không có tiền đồ gì hết. Anh Tinh à, anh còn lợi hại hơn là Lý Tiểu Long nữa đó. Đại ca hay quá. Tiền đại ca. Đại ca hay quá. Thiệt là lợi hại nha. Đá một cái là chết. Còn nữa, tại sao cậu không nhét vào trong? Lần này không đánh cậu không được đâu. Xe bằng tay ra. Xe ra đi. Nhanh lên. Tôi lớn như rồi mà còn đánh tay sao? Đưa tay ra. Tôi khỏi đi mà mấy sổ. Tay kia. Nè, nếu muốn đánh á, đánh đây nè. Cô có gì tự nhiên ra sức đánh cho mạnh đi. Như là cái bay đổ rác vậy. Chú coi, một lát nữa mấy sổ lên đây mình xấu hổ lắm đó nha. Dọn dẹp đi. Nè, đây là cái gì đây? Cái lò nướng hả? Nuốt miếng bánh mì đi. Đem máy sách cho mồm chú đem về phòng đi ha. Đi đi. Kêu chồng cho bồ hả? Kêu bồ hả? Đi chọn không? Dọn thì dọn. Đi, nhanh lên. Rồi để tôi dọn chứ. Nhanh lên. Làm vậy? Mau lên là tưởng trà tôi không chú đánh hả? Mau lên. Mau lên đi. Gì vậy? Bên kia đó. Ờ.
Cái phòng của con đâu có lý gì lớn hơn phòng của cha. Miss Hồ à, chỗ này tôi không được hiểu lắm. Chỗ này hả? In this session, we'll be giving model letters dealing with different kinds of social situation, followed by similar exercises. Lẹ lên, nhanh lên đi. Sao không đem ý kiến gì? Các trò làm gì đó sao buồn rầu quá vậy? Buồn hả? Kêu Miss Hồ dẫn đi du lịch đi. À, hay là như vậy, hãy dẫn luôn các bạn gái của mấy trò cùng đi. Hay, quan hộ Miss à, hay thiệt. Ây, đứng lên, nhảy lên đi, đứng lên, thằng chưa. Nè, cô hả? Bài đặt không thuốc nữa, quan bỏ đi. Tôi kêu quan sát bây giờ đó. Còn gì là tương lai nữa? Bệnh không hút thì sao? Tôi đâu có hút, mắt nhìn sao mua nổi chứ? Cô không tin hả? Cô không tin thì ngửi cái miệng tôi nè, hả? Ây da, bộ anh điên rồi hay sao vậy? Nè cô coi đi, răng tôi đâu có nhiều thuốc đâu. Ủa? Nè, tại sao lại có răng trắng sớm như vậy? Năm nào được mấy tuổi? Năm nay hả? Anh tôi 18 tuổi. 18? Sắp 19 rồi. Nhưng mà thấy tướng của anh lớn trước tuổi đó. Tôi đã 90 rồi, ăn được rồi đó. À, phải rồi. Tất cả những người bạn trong lớp họ đều có bạn gái hết. Vậy bạn gái anh đâu? Tôi không có. Bởi vậy tôi không bao giờ tán thành các học sinh trong giờ học lại đi nói chuyện yêu đương. Như vậy thì mất thời giờ lắm. Anh xảo quyệt quá. À. Vậy sao? À. Tôi có thấy bạn trai của cô thường hay chờ cô trước cửa trường lắm hả? Sao biết người đó là bạn trai của tôi? Tôi nhìn là biết mà. Thế là anh ta cũng chiều cô lắm. Anh đừng có nhiều chuyện đó nha. Nhưng mà tôi thấy anh ta không có hợp với tôi đâu. Vấn đề tình cảm là một điều không có thể miễn cưỡng được đâu. Anh là cảnh sát đó. Tôi càng ngày càng thấy ghét cảnh sát. Tôi rất là đồng ý. Cảnh sát đối với tôi cũng không có thiện cảm đâu. Gì đó? Emmy à, tôi có một yêu cầu. Yêu cầu cái gì? Cho anh xem cái ngực coi. Cái gì? Chỉ một bên cũng đủ rồi. Một bên thôi. Muốn coi nữa? Em đâu lỗ lã gì chứ? Nè. À, người ta là con trai vậy mà em đừng bất tốt nữa nha. Cái thằng quy kia y như là con rùa vậy đó. Đặc biệt nhất là cái đầu của nó. Nếu như có thêm cái mù nữa thì y hệt. Nhưng mà dạo này thành tích của cậu Quy đã tụt xuống rồi. Tôi nghĩ chắc là phải dạy thêm cho cậu ta. Nhưng mà cô đã dạy thêm cho tôi rồi, đâu có thời gian nữa. Anh thì đã tiến bộ nhiều lắm rồi. Vậy thì để tôi dạy cho nó cho. Tôi đã tiến bộ nhiều rồi, chắc không thành vấn đề đâu. Anh được sao? Vì vậy cô tiếp tục qua, phải dạy thêm cho tôi. Thì tôi mới có thể dạy thêm cho nó được á. Cô hiểu chưa? Cô hiểu rồi ha.
Hiểu rồi ha. Chỗ này là nhà của tôi đó, thế nào? Nói à, rốt nha. Anh Tinh nè, mời ngồi đi. Anh Tinh nè, anh thích chơi game TV thế nào hả? Sega hay là PC hay là siêu cấp Nintendo? Từ từ nói sao? Từ từ mà. Hey, sao phiền phức quá vậy? Rốt trà đi. Mời dùng trà. À, dạ cảm ơn. Các cháu là bạn học hả? Dạ phải. Đi học với nhau hả? Dạ phải, dạ phải. Là bạn học hả? Dạ phải, dạ phải. Các cháu là bạn học hả? Dạ phải, dạ phải. Sao bà biết vậy? Nội à, nhiều chuyện vậy sao? Vô đi. Cứ nói tào lao hoài. Đệ tớ của mày hả? Bà nội của tôi đó. Bà nội hả? Má của mày đâu? Ít khi có nhà lắm. Anh Tinh à, có thứ này cho anh coi nè. Ơ chơi chơi chơi. Nè nè. Hơi da. Cái thằng này có nhiều sách tốt quá hả? Ơ nè. Hình như là tao tới đây để dạy thêm cho mày đó. Đừng khờ. Bà nội à, thử đi. Đừng có nương tay nha. Chơi không cần tốn tiền gì hết á. Thử đi. Đánh đi, đánh. Ê, phải rồi, chơi vui không hả? Nè, đánh ngược lại đi, sướng tài lắm đó. Nội cứ đánh gì nè. Đánh góc 90 độ. Khoan 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 khoan, chờ nó góc cái đầu lên đã. Rồi đánh đi. Hey, very good. Ê nè, nội phải dùng hai bàn tay cầm lại đánh á, nó mới có sức chứ. Đánh đi, thử đi, nè. Bây giờ đánh còn mạnh hơn là con đánh nữa. Cái thiệt là không ngờ. Khi mà đến ngày Open Day thì các trò hay phụ trách bộ phận giải trí. Còn chủ đề của sự giải trí này là chuyện đời xưa nhi đồng, tức là tuyết cô thất hữu. Các trò thấy thế nào? Thôi được rồi, các trò hình như là lố lăng quá đi nhờ. Miss Hồ à, thật ra cái trò chơi mà chúng tôi thích á, không phải là cái thứ này đâu. Nếu mà không tin á thì cô cứ hỏi các bạn đây coi. Đúng rồi. Hỏi 11 đi. 11 bạn ngày thường thích chơi gì hả? Chơi game. Có nghe chưa? Tôi không thích chơi đó. Phải. Nè, thực ra lần này tụi mình nên kiếm cái gì mới mẻ và kích thích để mà chơi thử đi nha. Các bạn có ý kiến gì không? Súng bắn hơi đi. Phải rồi. Dùng cái bạo lực đó nha. Dùng cái bạo lực không có tốt đâu. Mấy anh thấy có đúng không hả? Không thể phủ nhận là chơi như vậy thì hơi bạo lực một chút. Nhưng mà có chơi còn hơn không mà hả? Nè, ăn cơm đi ha. Ăn cơm đi mà. Ăn miếng canh đi nha. Ba miếng canh đi. Cái này cho cô nè. Lần này thành tích của anh rất là khá. Cũng là nhờ cô dạy thêm giùm cho tôi thôi. Nhưng mà cậu Huy còn được điểm nhiều hơn anh nữa đó. Anh hãy coi đi. Tại vì tôi dạy thêm cho nó đó. Dạo này tôi kèm nó thường lắm mà. Cô cũng biết mà hả? Nếu mà tất cả học sinh ai ai cũng giống như anh thì tốt lắm rồi. Ê, xin đừng có nói như vậy. Nếu như các giáo sư ai cũng như cô thì mới tốt mà. Anh lại bắt chước nó a vua nữa hả? Tôi cắt cô. Tôi đập anh. Tôi bao cô. Vậy mà không bắt được bàn tay cổ nữa. Thì là thất bại quá đi. Cái thằng khốn nạn nó mất tiêu rồi. Bà nội à, tôi không về nhà ăn cơm đâu. Được rồi nha. Cái điện thoại này đã quá. Nè anh Huy à, anh Huy à, tiền thằng này anh nhận đi ha. Được mà. Cảm ơn Huy nha. Ê, đừng cảm ơn tao. Cảm ơn anh Tinh đi. Cho chút đỉnh đi ha. Anh Tinh không thích cực khờ đâu. Wow, quyển sách này anh Tinh thích lắm đó. Coi như là trả tiền tháng sau. Wow. Anh Huy tặng cho anh nè. À thật. Nè, có tin mừng cho mày nè. Ê, tôi kêu mày đó. Sao thấy mặt tao trốn vậy? Nè, đứng lại. Tao cũng biết nhúng vậy. Không phải tại tôi đâu. Tại anh đột nhiên muốn nhúng nhảy thôi. Cái thằng khốn nạn, mày hại tao hả? Còn chạy hả? Nè, giang hai chân ra.
Thay cho tôi đi anh Tinh à. Tao đã kêu mày đứng lại mà, sao còn chạy nữa hả? Thằng khốn nạn. Tôi không muốn vậy đâu. Tính gì? Quỳnh Tiểu Quy. Nhà ở đâu? Cũng không được. Chỗ nào? Ở bên cạnh khách sạn Lý Tưởng. Quay mặt lại. Hai tay để đâu? Giữ mặt với tao hả? Cái này là cái gì? Điện thoại của anh. Tao biết rồi. Biết sao con hỏi? Dám trả lời hả? Còn đây là cái gì? Là tiền. Tao không biết sao. Sao con hỏi? Vậy tao hỏi mày không được hả? Tao hỏi mày không được phải không? Nói đi hả? Được chứ? Được hả? Được. Như vậy lập tức nói tao nghe. Cái này là cái gì? Nói đi. Là tiền đó. Tao biết rồi. Sao con hỏi? Thằng khốn nạn. Mà nói cho tao biết à. Nếu không mà tao lấy cái gắn kéo kẹp bể cái đầu của mày đó. Đừng kẹp nha, tiền này của anh đó. Mất mấy gì tới tao hả? Tiền bảo hộ. Bảo hộ cái gì? Là tiền thu thông của các bạn học, mỗi người 30 đồng. Bây giờ mình có tiền có thế lực, là đệ nhất thiên hạ đại môn phái. Môn phái đệ nhất thiên hạ? Phải rồi, phái Chữ Tinh. Hoặc là Chữ Tinh đi đầu cũng được. Đại ca. Tụi bay nghe tao nói đi. Tao không phải là đại ca đâu. Lập tức lấy tiền về đi. Lấy tiền về. Ê, không phải là kêu anh đại ca đâu, là kêu tôi đó. Kêu ông ngoại đi. Ông ngoại. Rất là ngoan hả? Thôi đi lão đại, đừng làm lỡ dở hết cả trường, làm phiền hai đứa tôi đó. Mày là em út của tao, bị ăn hiếp ở trong trường. Không nể mặt mày tức là không nể mặt tao, phải không Tiểu Yêu? Đúng vậy. Ở khu vực tao muốn mở chi nhánh hả? Như vậy sao được, đâu phải 71. Nó còn cờ khảo lắm, đâu có biết gì đâu. Để coi nó có 3 đầu 6 tay không. Anh sếp à, thằng Phi tới rồi kìa. Hình như là tới kiếm chuyện với anh đó. Cẩn thận nha hả? Nè, đừng có lo. Phải rồi. Không có sao đâu. Phải rồi, lên. Tan học rồi. Lên đi. Về cái này em buổi sướng nha. Ngoại. Qua đây đi. Ngoại. Ta làm ngoại mà. Nghe rõ chưa? Anh tin à. Đại Phi tới kiếm anh đó. Lại kiếm tao. Nó nói ai lớn thì kiếm người đó. Tức là kiếm anh rồi. Nó kiếm mày đó. Mày là đại ca thì nó tìm mày. Đại ca đó phải không? Anh bạn, mình giỏi chứ. Anh là đầu sỏ phải không? Nghe nói ghê gớm lắm hả? Anh nói gì vậy chứ? Kiếm ăn ở địa bàn của tôi, sao không cho tôi biết trước? Anh là ai đó? Trong nhà của tôi là tôi thứ hai. Tôi có người chị cả, nhưng mà chị đã thành hôn rồi. Bây giờ hai chồng chỉ định đi di cư. Mày sợ đại ca rồi hả? Ê, có cảnh sát. Anh bạn, anh may mắn đó nha. Coi chừng được. Lần sau không ai vậy đâu. Anh làm cái gì vậy? Bây giờ em còn dạy thêm cho Tinh Tinh nữa hả? Phải rồi, thành tích của cậu ấy tuy không có được khá cho lắm, nhưng mà cũng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Em biết bây giờ nhà trường có thêm một ban xã hội đen hay không? Xã hội đen à? Em đã có nói rồi, em không lấy tài liệu của học sinh cho biết đâu. Ai hỏi tài liệu của em đâu, anh chỉ muốn nói cho em biết nhà trường có thêm một ban xã hội đen mới nữa, có chữ Tinh đi đầu, đại ca nói là Châu Tinh Tinh mà em đang dạy thêm đó. Thật hoang đường. Em cảnh cáo anh, người đó là học trò của em, chứ không phải là đại ca của xã hội đen. Nhưng hắn là kẻ hại người đó. Em đã có nói danh nhiều lần lắm rồi, trong trường của em không có ai hại người hết. Bọn học sinh nó không tốt thì mình có trách nhiệm đi dạy dỗ tụi nó. Được rồi, thôi đi, đừng nói nữa. Anh không muốn gì nó mà tổn hại tới tình cảm của tụi mình, ok? Em không dạy thêm cho nó được không? Anh là bạn trai của em, anh sợ bị thiệt thòi đó. Em dạy cho học sinh là phải biết tín nhiệm người bên cạnh mình. Nhưng mà anh lại dạy em đừng có tin học trò của em. Hay là tối nay chúng ta dọn phòng học đi. Ba của tôi đang ngoài để bắn chim. Mất công có nhiều ông ta. Cô không sao chứ, Miss Hồ?
vào phòng ông bà đi. Được. Ê, mở phòng hả? Sợ cái gì? Đi ra ngoài đi. Đi đâu? Muốn đi Quảng Châu cũng được mà. Nè, anh một cái, tôi một cái. Chú lầm rồi. Đâu có lầm chứ, thứ này rất mỏng đó. Vậy à? Phải. Tôi tuyệt đối không phải là cái loại người mà chú tưởng đâu nha. Và tôi cũng không bao giờ dùng. Ê, cầm lấy đi, người ta là con gái tốt, nhớ đừng có hại người ta nha, biết không hả? Đi là được rồi, nói nhiều quá vậy. Đồ điên. Có lộn không đó? Nhà của tôi biểu tôi ra phố. Có phải ông là ba của cháu Tinh Tinh không? À, phải, chính tôi. À, đúng rồi đó. Kẹo đó mà. Chứ mình gom thôi. Mình đi học đi. Anh tưởng tôi ngốc hả? Anh làm tôi thất vọng lắm. Ê, bố người ta, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Chú Đạo Cờ, xảy ra chuyện gì vậy hả? Không sao chứ? Không sao, không sao. Thế là đi không sao? Ê, đừng đánh cha, tha tôi đi nha. Tha tôi đi. Lại cho mày tới. Đa Phi đó. Ê, tha tôi đi. Cho tôi cơ hội đi ha. Cho mày cơ hội để làm cái gì? Cho tôi chạy đi mà. Chạy đâu? Không biết nữa. Về nhà ngủ đi. Má mày đang chờ mày đó. Anh Sếp à, anh thiệt là xứng danh đệ nhất sát thủ đội phi hổ đó. Đó là công ty cơ bản cảnh sát hoàng gia thôi à. Không lẽ tệ giống như chú sao? À, đúng vậy rồi mà. Ê, hai người khỏi cần phải đóng tuồng nữa. Anh không phải là học sinh. Còn hai người tuyệt đối không phải là cha con. Đâu phải, chúng tôi thật sự là hai cha con đó mà. Tuy rằng tôi đây trẻ hơn nó, nhưng mà nó... Thật ra chuyện này tôi không có nói ra được đâu. Nhưng mà ông không muốn gạt cô. Tôi là cảnh sát. Sếp à, bây giờ gạo nấu thành cơm rồi, nói ra cũng đâu có sao đâu. Tránh ra. Tôi là cảnh sát. Lần này tôi vào trường học là để điều tra một vụ án. Thật ra tôi rất muốn giúp bọn trẻ. Tôi thật sự là muốn vậy. Tôi không biết chuyện của mấy anh. Và tôi cũng không muốn biết. Nhưng mà sau này anh đừng có giỡn với tôi nữa. Ok sir. Nè. Anh làm cái gì vậy? Đừng có nói người khác biết nha. Ok. Đừng có giận tôi. Sếp à, cậu có tiết lộ ra không? Tiết lộ? Giết cậu bịt miệng đi. Hả? Yes sir. Chú làm ơn đừng có nói nữa mà. Ngậm cái miệng lại đi. Nếu mà muốn giết á thì phải giết chú trước đó, biết không? Làm ơn thông minh giùm chút nha. Tôi nói sai cái gì chứ? Có tin là tôi dùng thiết sai trường đánh bể đầu hay không? Tin. Không tin. Hồi nãy ông sếp phát trưởng cũng rất mạnh đó. Đúng vậy. Vô trường đã 2 tháng rồi, không manh mối gì hết. Cho tôi biết đi, anh làm gì rồi hả? Nói đi. Cách làm của tôi trước tiên là liên hệ với các học sinh và các thầy giáo. Phải phải, đang liên hệ. Mặc kệ hai anh có liên hệ được hay không, tôi hẹn trong vòng 1 tháng phải giao người xuống với tôi. Bạn không, hai người sẽ bị kỷ luật.
Tôi không sợ đâu, trời xanh tôi lạc hậu mà, không cần tiếng bộ. Ôi đổi hai anh đi kịch ở biên giới. Hay lắm, cảm ơn, cảm ơn. Sếp bà đừng có nóng giận quá vậy mà. Thuyết xe chuẩn của ông đã lợi hại gì rồi, chúng tôi sợ lắm rồi phải không? Phải, sợ lắm. Ông làm ơn để thuyết xe chuẩn của ông xuống đi, chúng tôi quyết chùm chồng mà. Open Day lần này học sinh tổ chức rất là tốt. Điều gì thì tốt rồi, năm ngoái tổ chức đâu có vui như vậy đâu. Không có gì chứ. Nè, cho mượn máy gọi đi. Để làm gì? Thì cho mượn đi. Nhưng mà... Đưa cho tôi. Cái máy gọi này... tôi biết, dùng xong tôi trả lại mà ha. Cảm ơn. Nếu như mà không có cô thì khoa địa lý tôi không thể lấy 80 điểm. Nếu như mà không có cô thì bọn học sinh đâu có tôn sùng tôi như vậy. Cô đã dạy tôi làm người là phải vì lòng nhân ái, đừng có vì tiền. Vậy tôi nói cho cô biết, mục tiêu của tôi tức là cô đó. Xin lỗi nha, trước đây tôi đã nói dối với cô. Xin lỗi cô nha, bởi vì tôi sẽ đeo đuổi cô. Châu Tinh Tinh. Hai. Lú bịch thật, cái máy gọi tôi tịch thu. Cái máy gọi của tôi mà. Chú đứng đây làm gì? Cái máy của tôi. Chú nói đi, đứng đây làm gì? Cái máy đó của tôi mà. Nói chuyện với cậu mà, chú đứng đây cản trở tôi hả? Nhưng mà cái máy đó. Chú trở ngại tôi, tránh ra được không? Tránh ra đi. Con người muốn chém anh đó, tránh mặt đi. Chạy thế nào, có sao hay không vậy? Tôi nghĩ chắc là không có sao đâu. Hai người không có sao chứ hả? Dạ không sao. Có gặp Châu Tinh Tinh hay không? Không thấy. Không có gặp hả? Các người về nhà nghỉ đi nha. Có gặp Châu Tinh Tinh hay không? Không gặp cô Hồ. Có chuyện gì thì nói với luật sư của tôi đi. Em Quy à? Cô Hồ đau lắm đó. Có gặp Châu Tinh Tinh hay không? Không gặp, không biết. Chắc là bị bắt đi đâu rồi đó. Ông Hùng à, có gặp ông Quỳnh hay không? Quỳnh hả? Ông... Ở đây, cô à. Bây giờ tôi không nói đâu. Những lời tôi nói sau này trở thành lời khai trước mặt quan tòa hả? Tôi có quyền nói với luật sư của tôi, thậm chí tôi có quyền uống ly trà sữa nữa. Các anh không quyền cản tôi nha. Ây da, thúi quá. Buông ra nha. Dám đụng tao hả? Muốn đánh bằng chuyện tao hả? Tưởng tôi không biết à? Được, muốn đánh à, đánh đầu tôi đi. Coi coi tôi chết hay là anh chết à. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Được. Cô tao có thể đánh được vậy không? Này cô bạn đừng vô mà. Nha. Thế nào, anh không có sao chứ? Các anh làm cái gì đó? Tại sao người mình lại đánh người mình như vậy? Nè, sao cô lại ở đây? Bộ anh điên rồi hả? Tại sao đánh người của mình? Nè, tôi có việc rất là quan trọng muốn nói với cô đó. Anh hãy chờ tôi nói xong đó có được hay không vậy? Nè, thật ra ảnh... Ây da!
Dừng tay lại. Tin à, Tin à, có sao không vậy? Cứ hỏi bàn tay của anh coi có sao không. Nè, đi ra lấy thuốc. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Thiệt là không biết chết rồi. Phải cũng đánh, không phải cũng đánh. Đi. Bây giờ hết cái gì rồi? Hết rồi, đi về đi. Tôi kêu anh điều tra cây súng, anh làm cho long trời lỡ đất. Kiếp này anh đừng hòng mà thăng chức nữa. Hay là anh muốn học theo ảnh cả đời không thăng chức? Thôi hết chuyện rồi, đi về đi. Hết chuyện rồi. Xin mời. Chị xin cơ hội đi. Cơ hội hả? Cho anh biết bao nhiêu cơ hội rồi. Hả? Nói đi. Có chết á cũng phải kiếm súng cho tôi đó. Đâu phải tôi nói. Bao nhiêu cơ hội rồi, kiếm không ra nữa. Anh muốn chết không hả? Lần này cắn kéo thiệt rồi. Nè, không cần phải buồn bã gì mà. Đang gậy đang ngứa đó mà. Chừng nào tới ngày sinh nhật? 22 tháng chạp. Muốn mời tiệc hả? Không phải, còn tôi thì ngày 4 tháng giêng. Nè, anh phải nhớ nha, tên của tôi là Tào Đạt Quê đó. Đại tiệc à? Đâu phải. Vụ này không phải anh thì là tôi đó. Dĩ nhiên phải để lại một người dưới lên bài vị chứ. Làm ơn nói chuyện rõ chút đi. Về cái vụ xuống móng đó, số xuống móng của Đại Phi để ở đâu á, tôi nắm được tin rồi. Sao tới giờ mới nói? Tôi sợ đó đại ca. Đừng vô đại ca nha. Kêu là sếp. Attention. Yes sir. Có tin không báo cáo hậu quả gì biết không? Yes sir. Đã biết sao còn làm vậy? Sợ chết. Sai rồi. Chú là cảnh sát hoàng gia, có trách phải làm. Sorry sir. Làm gì có phải muốn là cả đời nằm vùng không? Phải. Nói gì? Như vậy mới đã chứ. Bây giờ tôi định lấy cây súng đi chết với anh đó. Đứng nghiêm ngó mặt tôi. Hùng chú một cái. Đồ khốn nạn. Xe đậu đây phải không? Phải. Chiếc nào? Đâu biết. Tính sao đây? Đi kiếm từng chiếc. Kiếm cái đầu chú. Nè nè, làm gì vậy? Coi nè. Ủa, chú vậy? Có gì không hả? Có gì? Đâu, có gì đâu. Mắc công quá. Không có cái gì hết. Chơi tiếp đi. Gì? Thôi giờ chơi tiếp đi. Đi coi lại coi. Thứ dữ đó, tất cả đều là súng dài đó. Cái này là súng ngắn.
Đúng rồi, cái này là súng cảnh sát. Chú làm gì đó? Đem hết về sở cảnh sát. Lái luôn cái xe này về đi. Xong rồi chưa? Xong rồi. Ê, tôi còn chưa lên xe mà. Tôi chưa có lên xe. Nè, nè, chưa có lên xe mà. What seems to be the problem? Everything under control. Don't worry. Okay. Ông sếp à, tới giờ tôi về đi đái rồi. Đi đái xong mà tôi cho ông coi vật quý nha. Mời cô sáng sớm đã kêu tôi thức dậy rồi, đừng có nói tôi là không có gì nha. Tin mừng nữa. Tin mừng. Cái này của ông. À, thiệt là không ngờ Châu về họp phố. Khá lắm đó. Đừng có khóc nha, còn nữa. Còn nữa hả? Nè, tôi về đi. Wow. Ây da. Anh lấy đâu về vậy? À, trước khi hội hưu tặng quà này cho tôi đó hả? Không hội hưu thì tổng đốc cũng làm được đó. Châu Tinh Tinh hả? Mày giỏi thiệt hả? Nghe tiếng nói của ba mày nè. Con à, tạm thời ba không sao đâu, nhưng mà... Ê, nghe đây. Mày muốn gặp mặt của ba của mày. Sau nửa giờ, đến phía sau nhà trường. Nên nhớ nhà đừng giở trò hả? Ê, không biết kế hoạch bây giờ của anh hai tính sao đây nữa. À, đúng rồi đó. Mày quay mà hỏi anh đi. Nè nè, kêu bảo mày quá trong nửa giờ, không có được xen vào chuyện nha. Tao sẽ lấy súng ống cho tụi nó coi. Ê, anh đừng có xúc động như vậy mà. Súng ở trong tay tụi mình, có chuyện gì ở đội phi hổ sẽ làm, đội phi hổ sẽ làm xong hết mà. Bình tĩnh đi nha. Làm gì chú Đạt rất là nguy hiểm đó. Ê, anh là cảnh sát nằm vùng mà. Anh biết làm gì rồi, đừng có lo nữa. À, tôi biết anh làm gì rồi. Anh muốn làm anh hùng phải không? Đừng có làm bậy nha. Nếu muốn người ta bắn anh chết á, chi bằng để tôi bắn anh chết đi. À. Ê, cái súng này 30 năm rồi tôi chưa khạc đạn đó. Anh đừng lấy đi nha. Ê, bây giờ làm gì nữa? Mở cái ra đi hả? Ê, mở cái ra đi. Mở cái ra, ê. Ê. Nè, cậu gạt đi á. Đừng trở về đây nha. Ê, đừng bao giờ trở về nha. Bọn thanh niên bây giờ thiệt là can đảm. Súng đâu? The gun's over there. Thả ba tao ra. Dẫn nó đi coi. Follow me. Tên à? Tôi... À, go ahead. What smell? It's gasoline. Gay! Ấy, à, còn tiền nữa, còn tiền. Ở xong nổ gì? Đúng là lương thiện mà, chạy mau. Được không? Vô trường làm gì chứ, có rất nhiều học sinh bọn muốn hại chết người ta sao? Chú khỏi nói nữa, hôm nay là ngày nghỉ mà, chạy đi. Vậy càng khổ hơn nữa, không có ai tiếp mình. Hơi nữa. Ê, à, ơi, trời, ơi, là phụ tao đi. Nè, cầm lấy giùm đi. Cầm lấy. Mau lên đi. Diễn ơi. Làm ơn tiếp tay giùm mau lên đi. Cái trò này của Tinh Tinh biết đó. Anh nói là về giúp tụi mình mà sao giờ này còn chưa về nữa. Không ổn rồi. Tôi nghĩ chắc là anh Tinh bị cảnh sát bắt đi rồi. Mày điên hả? Đâu phải vậy chứ, cô Hồ đã gặp anh rồi. Thiệt hả? Cô Hồ, cô Hồ à. Anh Tinh đâu có gì phải không? Không có gì hết. Thấy chưa? Đi làm việc đi, cô nói bậy hoài. Ôi. Sao như hòn giọng vô vậy, cô có sao không? Đâu có gì. Sao đông người vậy? Nghĩ mà các người vô đây làm gì vậy, chạy đi. Chạy đi, nguy hiểm lắm đó. Chạy mau đi. Wow, sao chú Đạt chạy mau quá vậy? Bên này nè. Nè nè, chờ tới. Chuyện gì vậy? Đứng qua bên kia. Nè lên. Bên kia. Bên kia. Đi. Có thấy Châu Tinh Tinh không? Đâu có biết. Ở đâu kia kìa. Nè, kiếm ảnh có chi không hả? Không có mối tao mày.
Ra đây. Ờ. Chừng người canh chừng mà học sinh. Thằng khỉ theo tao. Đi. Bên kia kìa. Ôi này nè, muốn làm gì đó hả? Mắc mớ gì tới mày hả? Cô gái đẹp. Ê, 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 sao? Ơ, sợ hả? Ê, cả, hả? Ê, hết sợ rồi chứ gì hả? Ừ, hả? Nè, để xuống, để xuống, để nó xuống. Giữ tay lại, giữ tay lại. Cho mày chết nè. Nè cô Lương à, coi đi bắt cảnh sát đi, đi mau đi. Nè, 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 tụi mình đi cứu anh Tinh đi. Ờ, không có được đâu, tụi nó có súng. Ừ, tụi mình cũng có súng vậy. Phải rồi, đi, 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 đi. Thằng Hiếu đâu? Lên! Nè, chỗ đó là cửa vô thiên tài đó. Bên này. Cửa nào cũng giống nhau mà. Tôi kêu là chú theo tôi mà, sao ngu quá vậy chứ. Ây, dạ. Tới rồi. Đi gọi ông sếp đi. Vậy còn anh? Còn cái đám học sinh trong đó đó, tôi không vô sẽ được chứ. Nhưng mà súng này bắn không được. Để tôi lo mà. Thôi đi, tôi ở lại giúp anh. Đi kiếm tiếp viện đi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi còn tiếp tôi nữa đi. Nè, nè. Thế nào, có gặp nó không? Ờ, không. Thằng kia mày qua bên kia, tụi bay theo tao. Dạ. Quẹo bên trái đi. Ừ, quẹo bên này trước đi. Đi. Quẹo trái. Giữ nó lên. Tôi kêu nó nghiêng mà. Thành kiếm trúng đạn rồi. Chạy lên, chạy lên, bỏ lên, bỏ lên. Cho mày chết. Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Chạy mau lên, bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. Chạy đi, chạy đi, đứng im, đứng im, chạy đi, đứng im, bỏ xuống lên, đứng im, để tao lên đầu đi. Chạy hả, đứng im. Đi đường này, đi đường này, đi đường này, đi đường này, nè, đi đi đi, chú mau, chú mau, lên 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 lên. Chạy mau đi. Lại không có đạn. Chết rồi không bẻ lại tao viên đạn nào hả? Giỡn trò gì đây hả? Hả? Nói đi, nói đi. Hả? Anh Tinh. Anh Tinh à? Đầu tiên tin mày nghe đây. Dạ đừng mà. Đám học sinh bây giờ ở trong tay tao. Tao cho mày 5 phút. Nếu không tao sẽ bắn tụi nó hết. Chết rồi anh Tinh à. Nó sẽ nổ súng giết mình. Chết đi, sống sót tụi nó mà được rồi. Làm gì? Nè, đừng có ồn, đừng có ồn. Bình tĩnh đi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh đi, nè, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Bình tĩnh đi, nè, bình tĩnh đi. Có nghe tao nói không? Nè, nghe tao nói không hả? Nghe đi. Nè, tụi bay giỏi về cái gì, hả? Chết rồi, lần này chết chắc rồi. Cái thằng khốn nạn à, lập tức im miệng đi. Nghe hỏi nè, tụi bay giỏi nhất là cái gì? Hả?
Cô gái. Ngoài cô gái ra hả? Không có. Phải biết chơi chứ. Mày cô gái để mà chơi đó mà. Không lẽ đi kết hôn hả? Ok. Bây giờ tụi mình chơi với nó một cú. Nhưng mà cái cuộc chơi này không có được thua nha. Nếu mà thua là chết chắc đó. Hả? Cô có thích không? Chưa từng bao giờ chơi hả? Phải không? Ừ, dạ chưa từng. Tao nói tụi mày nghe, mình không có hội để mà thua đâu. Nếu ba đứa mình hợp tác lại với nhau hả? Tao là tư lệnh, hai đứa tụi mày nghe là tôi chỉ huy. Trong hoàn cảnh này chúng mình chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, chắc chắn là thắng mà không bao giờ thua đâu. Nhưng điểm chủ yếu là phải có lòng tin. Phải có lòng tin. Có lòng tin không? Có lòng tin không? Có. Good. Xuất phát. Tất cả là sao nữa? Khi ở đâu? Đưa đi. Súng hơi, súng hơi. Ê, không lấy súng hơi đâu. Nè, đã nói không xài súng hơi mà. Nè, súng thiệt nè. Ở trong đó còn 5 viên đạn nữa đó. 5 viên đạn. Chú Tinh Tinh, mày mau ra đây đi. Mạo hiểm mới được. Coi giờ. Đúng rồi, tiến hành được kế hoạch nghe rõ chưa? Đi. Chú Tinh Tinh, mày không ra hả? Mày không ra hả? Đừng bắn. Được. Tao không phải là đồ giả đâu. Đừng bắn. Mày không ra hả? Mày không ra mà phút tao bắn chết một đứa. Ra không? Thế nào? Chết đi. Mày ra không? Tao bắn bể đầu tao nói bây giờ. Ra không? Chết rồi. Mày không ra hả? Tao bắn chết nó bây giờ đó. Mày có ra không? Có ra không? Ra không hả? Chạy đi, chạy mau, nhảy lên. Nổ súng đi. Mày gan thì nổ súng đi. Mày gan thì nổ súng đi. Tao sợ mày không đủ gan thôi. Không sao đâu, người chết đầu tiên sẽ là cổ đó. Cứ tự nhiên, không bắt mắt tao đâu. Muốn lấy cổ che hả? Che thế nào tao bắn cũng trúng mà. Có mẫu cho mày coi rồi đó. Mày muốn dọa tao hả? Không phải là dọa đâu. Mày bắn đi, nổ súng đi. Nổ thì nổ chứ. Được, tao đếm 1, 2, 3 tụi mình nổ một lửa nữa. Tiếp đi. 1, 2, 3. Ok ok, xin lỗi nha, tao thua. Tao đã nói mày chơi không thắng tao đâu. Cần gì nói vậy chứ. Để chung xuống. Lui. Tiền đi đâu? Tiền để đâu? Tao không cất. Tiền để đâu? Để đâu hả? Tiền ở đây nè. Bỏ xuống xuống đi. Mày dám? Nếu không hả, tao sẽ đấu hết. Tất cả cùng chết đi. Ê, có lửa không vậy? Chú không có lửa hả? Không có. Không có. Anh Thi à, có thể cho tao mượn lửa hay không? Đại ca, đại ca, chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy đi. Cả gan chơi bắn với tàu hả? Ra đây! Còn dám động với tao nữa? Ra đây! Ra đây! Đừng bắn nha! Bỏ súng xuống! Có chừng! Chết!
cái thằng kia. Tao không phải là đại ca gì đâu. Tao là cảnh sát hoàng gia Hồng Kông, biệt hiệu là cái cẳng tréo giống như là cây kéo. Nhớ rõ nha. Ôi. Đấy bà. Ờ, sao liền cái súng của tôi như vậy chứ, không sợ bị trầy sao hả? Đâu còn cách gì khác chứ. Cây súng còn bắn đâu có được. Tôi đã nói với anh rồi, cây súng này là cây súng lương thiện mà. Mà anh muốn dùng nó để giết người hả? Nhưng mà anh cũng khá giỏi, liền trúng đầu nó, không uổng công cảnh sát hoàng gia cố gắng đào tạo anh đó. Phải là cảnh sát dạy đâu, tôi học được ở trong trường á. Hả? Bọn cảnh sát tới rồi đó. Thôi thôi giờ trước nha, coi như tôi không tới ha. Anh ở đây giải quyết vụ này nha. Tổng thanh tra. Tổng thanh tra? Tôi nói sao là vậy đó mà. Nè, không phải tổng tư lệnh sao? Anh tên có rảnh về đây uống trà nha. Có rảnh về đây uống trà nha. Anh tên nhớ cái điện thoại này mày giữ đi, khi mày gọi cái máy này treo, tao lập tức về liền. Bảo trọng nha. Bảo trọng. Bye bye. Bye bye. Anh tên